Một ngày nọ, Lâm quyết định rời khỏi thành phố ồn ào để tìm kiếm những cảnh vật hoang sơ và hoạt động đầy thú vị trong rừng sâu. Anh đồng hành cùng chiếc máy ảnh và một túi đồ nhỏ chứa những dụng cụ cần thiết cho cuộc hành trình. Khi bước chân vào rừng, cảm giác thư thái và hòa mình vào thiên nhiên khiến Lâm thật sự hạnh phúc. Anh dừng lại ở những nơi đẹp để chụp ảnh, tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời trong tầm mắt.你身体谁刚好你不要看这么放松姐看一下酒啊你不喝酒怎么会有机会不喝酒不喝酒你也没机会刚拍到了台北树啊很漂亮很可爱吧 他又不是田鸡，我开玩笑的啦，我怎么会吃这种东西？